Thưa quý vị và các bạn, trong đợt dịch COVID-19 kéo dài, tại thành phố Phú Quốc đã xuất hiện nhiều nhà hảo tâm có những việc làm tử tế ý nghĩa giúp đỡ cộng đồng. Điển hình có chị Thái Thị Hằng Ni, người từng mắc COVID-19. Sau khi hồi phục sức khỏe, chị đã có hoạt động giúp đỡ F0 tại cộng đồng. Chị Thái Thị Hằng Ni chia sẻ, cách đây hơn một tháng, bản thân chị cũng là người bị mắc COVID-19. Dũng không phải là người dân trên đảo, nên chị được bạn bè cho cách ly tại gia đình và chăm sóc như người thân ruột thịt. Nhờ sự quan tâm chu đáo và giúp đỡ tận tình từ bạn bè mà giờ sức khỏe của chị Ni đã hồi phục hoàn toàn. Cảm động trước sự quan tâm đó, và hơn ai hết, bản thân chị cũng hiểu rõ người mắc COVID-19 cần gì. Vì thế, ngay sau khi hồi phục sức khỏe, chị đã quyết định giúp đỡ cho những bệnh nhân F0 tại nhà. Cụ thể, chị Ni đã kêu gọi bạn bè và các nhà hảo tâm cùng chung tay mua các đồ dùng, các mặt hàng thiết yếu cần dùng cho F0 trong quá trình điều trị, như khẩu trang, nước muối sinh lý, thuốc nhỏ mũi, gạo, trái cây, cá hộp, mì tôm. Khi mà họ cách ly thì họ có giăng dây, rồi treo bảng, thì những hộ đó họ là còn bị phong tỏa thì mình đến mình giúp họ thôi. Ngoài những cái hoạt động mà đi tận nhà thì giống như mình không có tìm được những người đó nhiều, thì em đăng lên cộng đồng, họ nhận hỗ trợ họ. Thì khi họ tìm gặp nó trên cộng đồng đó mà họ cần hỗ trợ thì họ liên hệ trực tiếp với em để mà em mang quà đến cho họ. Việc làm giản dị của chị Ni đã thôi thúc nhiều người cùng tham gia ủng hộ cho hoạt động này. Nhưng người ta đó không có khả năng cách ly tại nhà, không có tiền, không có làm ra tiền được gì. Nên chị đứng đó ra đó kêu gọi mạnh thường quân chung tay giúp đỡ cho Thái Ni, cho những người F0 tại nhà. Ông Nguyễn Đăng Danh, cư ngụ tại tổ 10, khu phố 12, phường Dương Đông, là một trong 300 hộ gia đình có ca mắc F0, nhận được quà từ chị Thái Thị Hằng Ni, chia sẻ. Gia đình ông Danh hiện có 6 người mắc COVID-19 và điều trị tại nhà, cuộc sống khó khăn. Này là được chị Nhi đến quan tâm tặng quà, gia đình hết sức cảm động. Đội đến hỗ trợ giúp gia đình chúng tôi về cái vật chất, tuy nó nhỏ chứ nhưng mà cái tình cảm và động viên gia đình tôi lấy một cái sức mạnh để coi như là chống lại cái dịch bệnh. Giữa cái nắng chói chang, trong bộ đồ bảo hộ, những giọt mồ hôi làm đôi mắt cay xè và lăn dài trên gò má, chị Ni vẫn không ngần ngại tận tình phát những phần quà cho những ca bệnh F0 điều trị tại gia đình. Việc làm của chị đã góp phần viết tiếp nên những câu chuyện đẹp giữa đại dịch COVID-19.